Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BWIN TV 57.3. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2012. Xuân Phương cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Kính thưa quý vị, Đại sứ Syria tại Iraq tuyên bố đứng về phía cách mạng, tên từ Baghdad. Đại sứ Nawaf Al-Fares của Syria tại Iraq đã trở thành viên chức ngoại giao đầu tiên đứng về phía cách mạng, chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Qua cuộc phỏng vấn của đài Al Jazeera, đại sứ Fares kêu gọi quân đội quay súng chống lại chế độ độc tài al-Assad. Ông Fares không cho biết rõ hiện giờ ông ta đang ở đâu, cũng như đã không nói lên lý do tại sao ông chống lại chế độ, nhưng đã liên tiếp nói rằng chế độ đã tàn sát dân chúng trong suốt 16 tháng qua. Ông Fares là người Sunni, được chỉ định làm đại sứ Iraq trong năm 2008, là một chức vụ tế nhị sau 3 thập niên cắt đứt liên hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông ta là một viên chức cao cấp của đảng Baath tại tỉnh Deir Anzur, cũng là thành viên của bộ tộc Ogedad, một bộ tộc đồng minh lâu đời của người Alawit thiểu số đang cai trị Syria. Đối lập Syria sẽ tổ chức hội nghị vào cuối tháng này, tên từ Damascus. Chủ tịch đảng xây dựng quốc gia Syria là ông Louie Hussein thông báo mở một cuộc hội nghị gồm tất cả các tổ chức chính trị, những nhân vật tên tuổi trong và ngoài nước để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Cuộc hội nghị lấy tên là Hội nghị cứu Syria sẽ được tổ chức tại thủ đô Damascus vào cuối tháng 7. Theo thông báo đưa lên một trang mạng, đảng xây dựng quốc gia Syria tuyên bố dùng mọi biện pháp chính trị giải thể chế độ hiện nay để xây dựng một quốc gia dân chủ và văn minh Syria từ trên đống tro tàn. Ông Hussein cũng nói rằng tất cả lực lượng đều được mời, ngoại trừ các tổ chức dùng vũ lực, và Hội đồng Quốc gia Syria sẽ không được mời vì lý do này. Ông ta cũng nói rằng Đảng Xây dựng Quốc gia Syria không tham dự cuộc hội nghị của đối lập tại Cairo vào tuần trước vì mọi giải pháp phải được tìm kiếm ngay trong nước. Ông Hussein thông báo tổ chức hội nghị trong lúc đại sứ Syria tại Iraq là ông Nawaf Al-Fares bất ngờ tuyên bố từ bỏ chế độ. Ngoại trưởng Hoshiya Zebari của Iraq cho biết người đại sứ Syria đang ở Qatar. Tổng thống Ai Cập viếng thăm Ả Rập Saudi, tên từ Cairo. Từng tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi đã chọn Ả Rập Saudi là quốc gia viếng thăm đầu tiên. Ông Morsi sẽ gặp quốc vương Abdullah và sau đó sẽ hành hương tới Mecca, là nơi thiêng liêng nhất của người Hồi giáo. Đại sứ của Ả Rập Saudi là ông Mohammed Al-Qatan tại Cairo nói rằng tổng thống Morsi đã cân nhắc để chọn Ả Rập Saudi là quốc gia viếng thăm đầu tiên. Nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về việc gia tăng cộng tác thương mại và đầu tư. Tổng thống Morsi đã nói với báo chí rằng chuyến viếng thăm của ông nhằm đoàn kết người Ả Rập, thảo luận về sự ổn định trong vùng có lợi cho Ai Cập và Saudi. Trước khi đắc cử tổng thống, ông Morsi là chủ tịch của Đảng Tự do và Công lý, là cánh tay chính trị của phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran đã mời tổng thống Morsi tham dự hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết tại Tehran vào ngày 29 tháng 8, nhưng tổng thống Morsi chưa nhận lời. Liên hệ giữa Cairo và Tehran đã trở nên căng thẳng từ năm 1980 sau khi Ai Cập công nhận quốc gia Do Thái. Cuộc đứng dậy của dân chúng Ai Cập và cuộc bầu cử tổng thống trong tháng trước đã chấm dứt 60 năm những người có gốc quân đội cầm quyền lãnh đạo quốc gia này. Do Thái không kích dải Gaza là một dân quân Hamas tử thương, tin từ Gaza City. Phi cơ của Do Thái đã không kích dải Gaza vào sáng ngày hôm nay, đã làm cho một dân quân Hamas tử thương và một người khác bị thương. Một vụ không kích trước đó đã làm cho ba người Palestine ở phía đông thành phố Gaza bị thương. Một phát ngôn viên của quân đội Do Thái nói rằng các cuộc không kích nhắm vào một nhóm dân quân Hamas đang muốn bắn hỏa tiễn, chống chiến xa và một đơn vị quân đội của Do Thái đi tuần dọc theo hàng rào biên giới. Hamas phần lớn đã tôn trọng ngừng chiến với Do Thái kể từ năm 2009, nhưng không thể kiểm soát các nhóm dân quân khác như nhóm Thánh chiến Hồi giáo bắn rocket sang lãnh thổ của Do Thái. Trong đầu tuần này, dân quân đã bắn một hỏa tiễn phòng không sang lãnh thổ của Do Thái, làm hư hại một tòa nhà và nhiều chiếc xe. Đốt nhà của người di dân tại thành phố Jerusalem, tên từ Jerusalem.
một số người đã đốt căn nhà của người di dân Eritrea, làm cho 3 người bị thương. Cảnh sát cho biết đây là một hành vi của thành phần kỳ thị chủng tộc. Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công nhắm vào người Phi Châu đến Do Thái tìm việc làm hay tị nạn đã gia tăng. Phát ngôn viên ông Mickey Roosevelt của cảnh sát Jerusalem cho biết một căn chung cư ở phía tây của Jerusalem đã bị đốt trong đêm hôm qua. Một người Eritrea đã bị phỏng nặng, hai người khác phải điều trị vì ngộp khói. Chỉ huy trưởng của sở cứu hỏa, ông Asaf Abkhaz, nói rằng những bằng chứng tại hiện trường cho thấy căn chung cư đã bị đốt. Khoảng 60.000 người di dân Phi Châu đang sống tại Do Thái. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã trục xuất nhiều người di dân về nước. Một người châu Phi, bạn của cặp vợ chồng bị thương, nói rằng ông ta đang lo lắng cho sự an toàn của chính mình và của cộng đồng người Phi Châu. Một số người Do Thái cho rằng người di dân là gánh nặng kinh tế. Một số người khác nói rằng người Do Thái đang sống tại nhiều nước là nạn nhân của Holocaust, cho nên quốc gia Do Thái có bổn phận phải đối xử tử tế với những người di dân. Lễ chôn cất hài cốt của 520 nạn nhân trong vụ tàn sát Srebrenica, tên từ Srebrenica. Khoảng 520 bộ hài cốt của những nạn nhân trong vụ tàn sát Srebrenica đã được chôn cất tại trong ngày hôm qua, là ngày tưởng niệm lần thứ 17 vụ tàn sát. Dưới ánh nắng mặt trời, hàng ngàn người Hồi giáo Bosnia đã cầu nguyện trong lúc những chiếc quan tài phủ vải xanh được chuyển qua đầu đám đông. Số nạn nhân được nhận diện và được chôn cất lại cho tới nay là 5.657 người. Còn đang có khoảng 2.400 bộ hài cốt đã được khai quật từ những nấm mộ tập thể đang chờ được nhận diện. Ông Arthur Schneider là một giáo sĩ Do Thái giáo tại New York, là giáo sĩ Do Thái giáo đầu tiên tham dự lễ tưởng niệm, đã nói rằng sự tàn bạo tại Srebrenica sẽ không bao giờ có thể quên được. Ông Mladic, 70 tuổi, là vị tướng chỉ huy quân đội Bosnia Serb, chịu trách nhiệm đối với vụ tàn sát 8.000 người đàn ông và con trai Hồi giáo tại Srebrenica, đã bị bắt trong tháng 5 năm ngoái và hiện đang bị xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague. Và phiên tòa xét xử tướng Mladic đã phải bị đình hoãn. Tin từ The Hague, phiên tòa xét xử tội diệt chủng của ông Hako Mladic đã phải đình hoãn trong sáng ngày hôm nay sau khi vị cựu tướng lĩnh người Bosnia Serb nói rằng ông ta cảm thấy không được khỏe. Ông ta đã được một y tá của phiên tòa khám và người y tá này đã quyết định đưa bị cáo vô bệnh viện. Nếu ông Mladic không khỏe, phiên tòa sẽ tiếp tục bị đình hoãn. Ông Ratko Mladic, nguyên là chỉ huy trưởng quân đội Bosnia Serb, đã bị bắt trong tháng 5 năm 2011 sau 16 năm tại đào. Ông ta bị truy tố về tội tàn sát người Hồi giáo tại Srebrenica trong năm 1995 và đã bao vây thành phố Sarajevo trong thời gian chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995, làm ít nhất 10.000 người thiệt mạng. Vụ tàn sát 8 người đàn ông Hồi giáo ở Srebrenica được diễn tả là cuộc tàn sát tàn bạo nhất tại châu Âu sau đệ nhị thế chiến. Khoảng 15.000 người Hồi giáo đã trốn trong rừng, nhưng quân đội Serb đã pháo kích và giả dạng là quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc lừa họ ra khỏi nơi ẩn núp để tàn sát. Ông Mladic hiện nay đã 70 tuổi, bị truy tố trong năm 1995 cùng với ông Radovan Karadzic là nhà lãnh đạo chính trị Bosnia Serb. Tổng thống Slobodan Milosevic của Serbia cũng đã bị bắt trong năm 1999 và tòa án The Hague đã xét xử từ năm 2001, nhưng ông ta đã mất trong năm 2006 trước khi tòa án tuyên phán quyết. Thi hài của những người bị tàn sát tại Srebrenica đã được tìm thấy trong 54 ngôi mộ tập thể. Ông Mladic bị bắt tại một vùng thôn quê ở miền Bắc Serbia trong tình trạng nghèo khó và sức khỏe yếu kém. Ông ta vừa được giải phẫu và trong các phiên tòa sơ thẩm cho thấy ông ta dường như đã lẩn thẩn. Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh năm 4 đã được thiết lập vào năm 1993. Trong thời gian này, quân đội của ông Mladic đã kiểm soát 70% lãnh thổ Bosnia. Những người hưu trí Hy Lạp xuống đường biểu tình, tin từ Athens. Bất chấp sức nóng của mùa hè, hàng trăm người hưu trí đã tập trung biểu tình trước Bộ Y tế của Hy Lạp để phản đối các biện pháp kiềm ước. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ, hô to những khẩu hiệu chống cắt giảm tiền hưu trí.
Ông Artemios Karamanlis, 60 tuổi, nói rằng ông ta bắt đầu làm việc từ năm 1965 và làm việc liên tục trong 37 năm. Nhưng hiện nay bị trừng phạt, không có tiền để mua thực phẩm, không có tiền để trả tiền điện. Những người biểu tình, một số đã phải chống gậy, đã đấm tay lên không khí và đòi thành phần giàu có phải trả giá cho cuộc khủng hoảng. Cắt giảm tiền hưu trí là một phần của những biện pháp thắt lưng buộc bụng đã được áp dụng từ năm 2010. Những người hưu trí nói hiện nay họ không còn đủ tiền để chi tiêu cho những nhu cầu căn bản, đặc biệt là sau khi chính phủ đánh thêm những thuế mới, thí dụ như thuế địa ốc. Người già còn gặp khó khăn với hệ thống bảo hiểm, rất khó để nhận những thứ thuốc cần thiết. Nhiều người già đã phải dùng tiền riêng để mua thuốc. Bà Caterina nói rằng, với số tiền hưu trí giảm xuống chỉ còn 400 euro, bà ta không thể nào vừa nuôi sống mình vừa trả thuế. Bà đã già, sẽ ra đi trong một ngày rất gần, nhưng bà ta rất lo lắng cho thế hệ của con cháu. Chính phủ Liên hiệp Hy Lạp hứa hẹn sẽ yêu cầu nới lỏng những biện pháp kiểm ước của Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Những biện pháp này đã làm cho nền kinh tế suy thoái nhanh chóng và làm cho dân chúng Hy Lạp bị khổ sở. Lực sĩ Michael Johnson cầm ngọn đuốc Olympic tại Stonehenge, tên tự Stonehenge. Lực sĩ vô địch chạy nhanh 400 thước Michael Johnson đã cầm ngọn đuốc Olympic trong lúc mặt trời vươn lên trên khu di sản thế giới Stonehenge. Lực sĩ Michael Johnson, 44 tuổi, đã giành được 4 huy chương vàng trong 3 thế vận hội Olympic, nói rằng mọi người đang thích thú chờ đón các trận tranh tài và thích thú nhìn ngọn đuốc Olympic. Trong lúc chỉ còn vài ngày nữa, sự thích thú càng gia tăng. Đây là lần thứ nhì Johnson cầm ngọn đuốc Olympic. Trước đây, anh đã cầm ngọn đuốc Olympic Atlanta vào năm 1996. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin Á Châu sau một vài thông tin thương mại.